Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 114 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 114 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói đến thực lực tu vi của Bảo Nguyên Đại Tiền Sư lúc bấy giờ hạ xuống thật lợi hại. Lão ta liên tục bị người đánh nát kim thân, nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Tuy rằng có khôi phục nhưng dù sao tổn hại lợi hại, nhất là âm hồn, nhân hoàng đánh tới và hạ từng đường đánh lén lại khiến cho lão bị thương nặng. Hơn nữa, môn phái Tiểu Quang Minh Thánh Địa từ trước đến nay không thích luyện chế vu bảo, chỉ chú trọng tu luyện thân thể. Bọn họ tu luyện kiểu chuyển nguyên công đến chỗ cao thâm, kim thân mạnh mẽ, lợi hại hơn, chắc chắn hơn bất cứ vu bảo nào. Lần này, lão bị thương rất nặng, tu vi đột nhiên giảm, kim thân bị đánh rơi cảnh giới. Nếu không lấy tu vi thực lực của hắn, sẽ hơn Ma La Dư gấp trăm lần. Chỉ cần một chiêu liền có thể giết chết ả ma nữ kia, khiến cô ta không thể trốn, căn bản sẽ không đấu với Ma La Dư lâu như vậy. Ma La Dư thân là hoàng tộc Ma La, tiên thiên đã cao hơn người một đầu. Thân thể có thể sánh ngang với Diệp Húc, gần như đạt tới trình độ tam bất diệt cảnh thân thể bất diệt. Nàng đánh thông bảy đại luân hải, tu vi tam tướng cảnh, pháp tướng kỳ, lại có thêm một thanh ma đao do ma hoàng tự tay luyện chế. Thực lực của nàng mạnh, chỉ hơn chứ không kém Diệp Húc, lực ép tất cả cường giả trẻ tuổi. Hiện giờ Bảo Nguyên Đại Thiền Sư có thể nói là hổ xuống đồng bằng, rồng khốn chỗ cạn. Từ khi ông ta xuất đạo 2600 năm trước tới nay, đây là lần đầu tiên chật vật đến như vậy. Nhưng dù như vậy, Ma La Dư vẫn không phải đối thủ của lão. Mặc kệ thế công của Ma La Dư cực kỳ điên cuồng, nhưng một quyền của Bảo Nguyên liền có thể bức nàng phải lui lại. Vị lão tăng kim thân này rực rỡ, đỉnh đầu có một tòa huyền hoàng lưu ly bảo tháp 8 tầng hiện lên. Chỉ thấy những ngũ giai lục gia linh mạch như rồng như chăn từ trong bảo tháp bay ra, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của lão. Lão vận chuyển cửu chuyển nguyên công phun ra nút vào một lượng lớn, thật là kinh người. Trong chớp mắt đã tiêu hao đi những linh mạch cao đẳng, đưa linh mạch hóa thành chân nguyên, dung nhập vào trong nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Kiểu chuyển nguyên công được xưng là thân thể mạnh nhất trong thiên địa, sánh ngang với vạn kiếp vô lượng tâm kinh. Môn tâm pháp này khi tu luyện đến hậu kỳ thành tựu cực kỳ bất phàm, chẳng những phun nuốt lượng lớn linh khí rất lớn, còn trợ giúp tu luyện, hơn nữa năng lực khôi phục lại kinh. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư chính là thấy người vây công, chỉ còn lại một mình Ma La Dư nên mới yên tâm an tâm chữa trị tổn thương của nguyên thần và thiên địa pháp tướng, khôi phục tu vi, nguyên công vận chuyển chữa trị kim thân. Đoàng đoàng đoàng, Ma La Dư liên tục chém ba đao lên người Bảo Nguyên. Chỉ thấy Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lại không tránh không né, đều nhận lấy những công kích đấy. Kim thân của lão rực rỡ, không hề có vết thương nào. Ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này, kim thân của lão đã được chữa trị không ít, đạt tới thân thể tam bất diệt cảnh đỉnh phong, tiến thẳng lên thân thể nhân hoàng. Nếu kim thân của lão khôi phục đến cường độ của nhân hoàng, như vậy lão đối mặt với Diệp Húc và Ma La Dư sẽ áp đảo hẳn. Cho dù Ma La Dư và Diệp Húc có dùng hết toàn lực cũng chưa chắc có thể làm thương đến một đầu ngón tay của lão, mà một trường của lão ta lại có thể giết chết hai người. Một đôi gian phu dâm phụ, nếu không phải tại các ngươi, Phật gia ta sao lại rơi vào tình cảnh này? Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười ha hả, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, đầu nâng bảo tháp. Phía trên bảo tháp hiện ra những cái trung đồng cực lớn chùm xuống phía dưới, bảo vệ quanh thân không ngừng xoay tròn, bắn ra những phù văn Phật môn kỳ lạ. Lão lạnh lùng nói, Phật gia liền ngồi ở đây để cho các ngươi đánh, cho các ngươi luyện. Chờ Phật gia chữa trị xong thương thế, khôi phục vài phần tu vi, Phật gia sẽ giết chết các ngươi, chặt đầu xuống gửi cho Ma Hoàng. Nói không biết ngưỡng. Ma La Dư giận dữ, pháp tướng vung ma đao lên như mưa rền gió dữ chém tới Bảo Nguyên. Chỉ thấy trung đồng trên đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cong cong vang lên không ngừng. Ma đao hạ xuống, người lão đều bị cái trung đồng này đỡ được, không thương tổn lão ta một chút nào. Ảo ảnh trung đồng này như thể là do ngọc lưu ly đúc thành, kỳ quang dị thải,
không ngừng xoay tròn. Chính là một món cấm bảo khác của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, tên là Thập Phương Lưu Ly Tự Tại Chuông, do một vị vu hoàng của Tiểu Quang Minh Thánh Địa luyện chế. Lực phòng ngự kinh người, mặc dù là ảo ảnh cấm bảo thôi, nhưng cũng đủ để chống đỡ được công kích của Ma La Dư. Con lừa đần chết tiệt kia, đây là người ép ta, Thập Điện Diêm La. Ma La Dư thu ma đao lại, chỉ thấy phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện 10 tòa ma điện viễn cổ. Bên trong ma điện, những luồng hơi thở kinh khủng đến cực điểm truyền ra, giống như trong điện cung phụng chính là thần ma viễn cổ vậy. Trong nháy mắt, từng vị ma vương từ trong ma điện đi ra, bọn họ hình dáng kỳ lạ, tướng mạo cổ xưa, có 4 đầu 8 tay, có người ngàn mắt ngàn tay, có người thân người đuôi bọ cạp, có người thân người 4 đuôi tay rắn, như thể là thần ma viễn cổ hiện ra chốn nhân gian vậy. Loại hơi thở khủng bố như vô hoàng truyền đến, che trời phủ đất, chấn áp tất cả. 10 vị ma vương này tất cả đều là nhân vật cấp bậc vu hoàng. Diệp Húc vốn định nhúng tay, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi dừng chân lại. Từ trên người những ma vương đấy, hắn cảm nhận được những luồng hơi thở vu hoàng của ma tộc mạnh mẽ, hùng mạnh vô cùng, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Ma La Dư ẩn giấu thực lực của mình khiến cho hắn khiếp sợ. Thực lực của Ma La Dư quả thật hơn hắn rất nhiều. Nếu như lúc trước khi tranh đấu nàng triệu tập Thập Điện Diêm La, Diệp Húc tất sẽ không thể ngăn cản được, chỉ có thể tế Liệt Hỏa Minh Tôn lên để mà chống lại. Thứ làm cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là 10 tòa thần điện viễn cổ này. Sắc mặt Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lại kịch biến. Từ trong 10 tòa ma điện viễn cổ xuất hiện những vị cường giả, ma chủ, ma vực, theo thứ tự là Diêm Ma Vương, Sâm Ma Vương, U Minh Vương, Diêm La Vương, Sâm La Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, Diêm Phù Đề Vương và Gia Đề Gia Vương. Ở thời thượng cổ, những ma chủ đó đều là những nhân vật vu hoàng, khai sáng ra đám thánh địa vô thượng của ma vực là Diêm Ma Thần Điện, Sâm Ma Thần Điện, vân vân. Nhưng những vu hoàng ma tộc đó đã sớm chết đi, chỉ để lại truyền thuyết. Ma La Dư triệu tập đến ảo ảnh của các loại vu bảo kỳ lạ Thập Điện Diêm La này, trong đó lại có ma chủ thượng cổ. Cái này thật sự khiến cho lão khiếp sợ, ung dung thoải mái vừa rồi đã không cánh mà bay. Diệp Húc nhìn Thập Điện Diêm La thầm nghĩ, 10 tòa thần điện này là thứ bảo vật gì vậy? Chẳng lẽ là ma hoàng tìm kiếm thân thể thập đại ma chủ luyện ra thứ vu bảo này hay sao? Trên người những ma chủ tượng cổ đó, mặc dù có hơi thở mạnh mẽ của vu hoàng, nhưng Diệp Húc cũng không cảm giác được khí tức của cấm bảo. Xem ra 10 tòa ma điện viễn cổ này hẳn không phải là cấm bảo, mà là bảo vật cấp nhân hoàng chi bảo. Bởi vậy Diệp Húc mới có thể đoán 10 tòa ma điện viễn cổ này là bảo vật do ma hoàng luyện chế ra. Ma hoàng tìm kiếm thân thể thập đại ma chủ luyện chế 10 tòa đại điện này e là chí hướng không nhỏ, định lấy thập đại ma điện trong hàng cổ ma vực một lưới bắt gọn, chiếm lấy tất cả sao? Diệp Húc nháy mắt liền nghĩ đến điểm quan trọng, thập đại ma điện hàng cổ ma vực chính là đạo thống do thập đại ma chủ để lại kế thừa đến nay. Ma hoàng đào hết những thi thể tổ sư khai phái đó ra luyện chế thành thập điện Diêm La, e là vì để sau khi thâu tóm được thập đại ma điện, lấy thập điện Diêm La mà mình luyện chế thay vào đấy trở thành bá chủ chân chính thống trị hàng cổ ma vực. Thậm chí những cấm bảo của thánh điện ma tộc đó e là đã rơi vào tay của ông ta, biến thành bảo vật trong tay thập đại ma chủ dùng để chấn áp thập địa ma vực. Đến lúc đó, bên trong bộ cấm bảo này của ma hoàng sẽ bao gồm hơn 20 món bảo vật cấp cấm bảo, thêm vu hoàng hóa thân mạnh mẽ của thập đại ma chủ sẽ là tung hoành vô địch. Thập Điện Diêm La chính là một bộ cấm bảo, chỉ sợ sau khi luyện thành uy năng sẽ vượt xa đại đa số cấm bảo khác, chỉ có loại bảo vật như Kiều Đỉnh Hạ Gia mới có thể chống lại được ông ta thôi. Nhưng Hạ Gia đã đánh mất 3 cái đại đỉnh liên kết giữa 6 cái đại đỉnh còn lại, e cũng không thể chống lại Thập Điện Diêm La được. Diệp Húc nghĩ đến đây không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nếu ma hoàng nhất thống ma vực, ngay sau đấy sẽ lập tức tiến đánh thế giới vu hoàng, đến lúc đó lấy thực lực vu hoàng của ông ta thêm loại cấm bảo mạnh mẽ đến cực điểm Thập Điện Diêm La này, chỉ sợ các đại thánh địa của thế giới vu hoàng đều phải sụp đổ, không thể chống cự. Luyện chế cấm bảo cũng không phải đơn giản như vậy, không chỉ cần có tài liệu còn cần phải có vận may, có một số vu hoàng thậm chí cả đời đều không thể luyện chế ra được một món. Bộ cấm bảo này của ma hoàng luyện chế vô cùng khó khăn, tài liệu cần đều nhiều đến không thể tưởng tượng được. Hy vọng bộ cấm bảo này của ma hoàng vĩnh viễn không thể luyện thành. Trong lúc hắn suy nghĩ, Ma La Dư đã tế Thập Điện Diêm La lên, chỉ thấy hơi thở vu hoàng chấn động đất trời, bức tan sương mù trong phạm vi mấy ngàn dặm, lộ ra ánh sáng ban ngày. Thập đại ma điện chấn áp xuống, Thập Điện Diêm La Vương đi ra đại điện, đồng loạt giơ tay ra đè tới Bảo Nguyên Đại Thiện Sư. Đàng! Thập Phương Lưu Lư Tự Tại Chuông ầm ầm vỡ nát,
căn bản không thể chống lại thập điện Diêm La. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng bị hơi thở của thập điện Diêm La ép cho cả bảo tháp cũng bị bức rơi vào bên trong cơ thể. Hơi thở của 10 vị vô hoàng ép cho thân thể của lão thu nhỏ lại dữ dội. Trong chớp mắt, từ một người khổng lồ trăm trượng thu nhỏ lại thành kim thân hai trượng. Lão bị hơi thở vô hoàng vây chặt vào giữa, không thể thoát thân. Nhưng dù bảo tháp bị chấn áp, linh mạch từ trong đó vẫn không ngừng chảy ra, bị Bảo Nguyên cắn nuốt luyện hóa, khiến tu vi của lão không ngừng khôi phục, thực lực càng ngày càng mạnh. Cường giả tam bất triệt cảnh đỉnh phong, bất luận thời điểm nào cũng không thể khinh thường được. Mặc dù đèn dầu sắp cạn, nhưng không thể tùy ý khinh nhục. Luyện hóa. Ma La Dư từ từ phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt chớp động, pháp tướng phía sau thúc giục ma điện, chỉ thấy quanh thân thập điện Diêm La Vương ma khí dày đặc, không ngừng tuôn hướng Bảo Nguyên Đại Thiện Sư, định đem vị cường giả Tiểu Quang Minh Thánh Địa này sinh sôi luyện hóa. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư quanh chân ngồi để mặc thập điện Diêm La Vương luyện hóa bản thân. Lão cười lạnh nói: "Còn nhóc kia, tu vi của ngươi không được. Tuy có thể chấn áp Phật gia, nhưng muốn luyện hóa Phật gia, ngươi còn xa mới đủ." Ma La Dư luân phiên thúc giục thập điện Diêm La tiêu hao quá nhiều. Thập điện Diêm La tuy không phải cấm bảo, nhưng nguyên năng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Lấy tu vi của pháp tướng, nàng triệu tập bảo ảnh 10 tòa thần điện này, sau một lúc cũng không chịu nổi. Bảo Nguyên, ngươi cho là bà cô ta thật sự không đối phó được với ngươi hay sao? Kim thân của ngươi bị ma khí ăn mòn, đã không còn mạnh mẽ như trước nữa rồi. Một đao của ta liền có thể chém vỡ nó ra kìa. Ma La Dư vung ma đao lên, một đao chém tới Bảo Nguyên, chỉ thấy đao quang đánh xuống, đầu của Bảo Nguyên vang lên một tiếng rơi xuống, bị nàng chém đứt. Ma La Dư lòng vui vẻ, chỉ thấy cái đầu này của lão Bảo Nguyên vừa mới rơi xuống đất, lập tức hóa thành tro bụi. Vô số tinh khí tuôn vào bên trong thân thể của lão. Ở chỗ cổ lập tức mọc ra một cái đầu mới. Ma La Dư vừa sợ vừa giận, liên tục chém hơn 10 đao. Đao của cô ta chém rơi bao nhiêu cái đầu, Bảo Nguyên liền mọc ra bằng đấy cái, vô cùng quỷ dị. Để ta thử xem. Diệp Húc dùng chiêu hồn phiên, vô số xiềng xích đen trên mặt phiên bắn ra. Những xiềng xích đó hữu hình vô chất, xuyên thủng thân thể Bảo Nguyên. Muốn thu đi hồn phách thần thức của ta ư? Nằm mơ. Bảo Nguyên cười to quát lên: "Thân thể vi lão, phong hồn khóa phách." Diệp Húc liên tục rung chiêu hồn phiên, xiềng xích bong bong rung lên, nhưng không cách nào lôi hồn phách của lão ra khỏi thân thể. Thân thể Bảo Nguyên Đại Thiền Sư thật sự mạnh mẽ, thậm chí cả hồn phách thần thức đều khóa vào trong thân thể, thật mạnh, thậm chí cả chiêu hồn phiên đều không thể chiêu đi hồn phách của lão. Chỉ cần điểm này, lão đã lợi hại hơn Hạ Từng Đường không ít. Dù sao Hạ Từng Đường chỉ dựa vào bản thân không thể đối kháng với chiêu hồn phiên, còn phải dùng đến kiều đỉnh mới đánh gãy xiềng xích, mà Bảo Nguyên lấy thân thể làm lao, khóa trụ hồn phách thần thức, đã khiến cho Diệp Húc không thể làm gì được. Lợi hại, không ngờ thân thể của lão ta lại có thể tu luyện được mạnh mẽ như thế này. Diệp Húc không khỏi liếu lưỡi thầm nghĩ. Nhưng nói gì thì nói, nếu ta tu luyện đến cảnh giới của lão, có lẽ thân thể của ta sẽ có được cường độ như cấm bảo. Thế gian không có mấy người cấm bảo có thể làm ta bị thương được. Một đôi cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ, bằng vào các ngươi cũng muốn làm Phật gia bị thương sao? Nằm mơ. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư kim thân hơi hơi rung lên, lập tức đánh gãy vô số xiềng xích, bất thình lình đứng dậy. Phật quang trong Phật quốc Niết Bàn sau người phóng ra, vô số Phật đà tuôn ra, đánh tới thập đại ma chủ, chấn động thập đại thần điện viễn cổ, gần như đánh nát 10 tòa thần điện này. Tu vi của lão ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại vài phần, tu vi thẳng tiến thiên tương kỳ đỉnh phong, lợi hại hơn vừa rồi mấy chục lần, thậm chí đối kháng với uy áp của vô hoàng truyền đến từ thập điện Diêm La. Lão lạnh lùng nói: "Qua không lâu nữa chính là tử kỳ của đôi gian phu dâm phụ các ngươi rồi." "Ta không tin, không chém được ngươi." Ma La Dư giận dữ quay đầu nói với Diệp Húc: "Liệt Hỏa Minh Tôn đâu, bảo ông ta đi ra chém con lừa già ngu ngốc này đi." "Không cần Liệt Hỏa Minh Tôn ra tay, ta liền có thể chém lão ta được rồi." Diệp Húc bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma, lâm vào trong giết chóc, sao lại có thể dễ dàng tới Liệt Hỏa Minh Tôn vì thân ngoại hóa thân này lên được. Hắn mỉm cười nói: "Cô còn có thể chấn áp được bao lâu nữa đây?" Ma La Dư chớp chớp mắt, một bộ dáng nửa tin nửa ngờ nói: "Một khắc, ta chỉ có thể chấn áp lão ta một khắc thôi. Sau một lúc nữa, ta tiêu hao quá lợi hại, ảo ảnh thập điện Diêm La sẽ tiêu tan, Bảo Nguyên sẽ thoát thân ra ngoài, không thể khắc chế. Đến lúc đó, ngươi chỉ có thể cõng ta chạy trốn. À, còn nữa, không được cõng ta sau lưng, lấy ta chắn công kích của Bảo Nguyên." "Chạy trốn sao?" Diệp Phúc cười nói: "Vì sao phải trốn? Sau một khắc, ta tất có thể chém lão lửa ngốc kia. Không xong, đi mau." Hắn không nói lời nào,
kéo Ma La Dư xoay người liền trốn. Chỉ thấy phía sau bọn họ, âm hồn nhân hoàng lúc này đã mọc ra đầu bước nhanh đến. Âm hồn nhân hoàng này cùng Bảo Nguyên đại thiền sư ác chiến một trận, tuy thực lực hao tổn lớn nhưng hắn ít nhất cũng có được thực lực ngang Bảo Nguyên. Một Bảo Nguyên đại thiền sư đã khiến cho Diệp Húc và Ma La Dư sứt đầu mẻ chán, thêm âm hồn nhân hoàng này nữa, Diệp Húc của Ma La Dư sẽ mệt mỏi không thể làm gì. Thậm chí nói không chừng để Bảo Nguyên trốn thoát, đến lúc đấy bọn họ sẽ bị hai đại cường giả này đuổi giết không ngừng. Tiểu tử thối, vừa rồi ngươi nói không cần chạy trốn mà ngươi lại chạy nhanh nhất kìa. Ma La Dư giận dữ cổ động pháp tướng vận chuyển thập điện Diêm La chấn áp Bảo Nguyên đại thiền sư, chạy song song với Diệp Húc gào thét bay đi chỗ sâu trong biển oan hồn. Chỉ thấy thập điện Diêm La vương quay xung quanh Bảo Nguyên cùng nhau công phạt, thế công linh hoạt sắc bén áp chế vị lão tăng này, khiến lão ta không thể thoát khỏi sự chấn áp của thập điện Diêm La. Đột nhiên sắc mặt Ma La Dư lại biến, pháp tướng phía sau mở ngàn tay, những cái ma nhãn tản ra ánh sáng yếu ớt. Chỉ thấy đi theo phía sau bọn họ không chỉ có mỗi oan hồn của nhân hoàng, thậm chí đám người Thạch Tinh Hải, chuyển luân tiểu thánh vương, bình đẳng thái tử cũng kéo nhau trở lại đuổi theo bọn họ. Nên biết rằng bất kể là âm hồn nhân hoàng hay Bảo Nguyên đại thiền sư đều là những của cải không thể tưởng tượng được. Nhất là Bảo Nguyên lại là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa, của cải tích lũy cả đời này của lão không thể tưởng tượng được. Mặc dù là bậc cường giả tam bất triệt cảnh như Hạ Từng Đường cũng sẽ động tâm tư, huống chi là bọn họ đây. Đám người Thạch Tinh Hải tránh thoát khỏi U Thiên Thần Vương Đồ Ách Cấn của Liệt Hỏa Minh Tôn, cảm thấy khí thế vô cùng khủng bố kia của Liệt Hỏa Minh Tôn biến mất, đều vội vàng trở về tra xét. Kết quả nhìn thấy Diệp Húc và Ma La Dư vây khốn Bảo Nguyên đại thiền sư, mà Liệt Hỏa Minh Tôn đã không cánh mà bay. Lấy nhãn lực của bọn họ, lập tức nhìn ra chỗ tiện nghi, lập tức kéo nhau trở lại. Bọn người kia thật đúng là âm hồn bất tán, thấy Liệt Hỏa Minh Tôn không ở, liền thi nhau chạy về. Diệp Húc từ trong ma nhãn của Ma La Dư cũng nhìn thấy bóng dáng đám người này, lúc này vừa phi hành trốn thoát khỏi âm hồn nhân hoàng đuổi giết, vừa tế ngọc lâu lên lấy ra món vu bảo Trảm Tiên Đài nói: "Cô bé, cô dẫn đường phía trước, cố gắng kiên trì một khắc đi." "Gọi ta là tí." Ma La Dư huy huy đao với hắn, cả giận nói. Diệp Húc làm như không nghe thấy, thầm nghĩ: "Lúc trước ta không thể tế luyện toàn Trảm Tiên Đài này, nhưng hiện giờ tu vi ta tăng lên mấy lần, tu luyện đến hóa thần kỳ cửu phẩm, hẳn là có thể tế luyện tòa Trảm Tiên Đài này rồi." Hắn đầu tiên tế luyện Khốn Tiên Thằng, nguyên thần của hắn đã lớn mạnh đến cực điểm, cao tới vạn trượng, ngọc thụ sừng sững đứng vững giữa trời cao, vô số cây rễ bay múa đâm vào trong hư không, truyền đến luồng dao động pháp lực mênh mông. Tuy năm mặt trời đồng loạt xuất hiện khiến cho Diệp Húc khó có thể khống chế được tâm ma, nhưng lại khiến cho tu vi của hắn tăng lên mấy lần. Lấy tu vi vốn có của hắn chỉ có thể tế luyện Chiêu Hồn Phiên, nhưng lúc này tu vi hắn tăng vọt, có đủ tiền vốn để tế luyện những bất diệt chi bảo khác cùng Trảm Tiên Đài. Tuy rằng cả Trảm Tiên Đài và năm món bất diệt chi bảo khác có chút cố gắng, nhưng Diệp Húc hiện giờ cũng không quản được nhiều. Một là bởi vì biển oan hồn thật sự nguy hiểm, dùng Tôn Thiên Ngoại Hóa Thân Liệt Hỏa Minh Tôn này lại có thêm nhiều hung hiểm không thể đoán trước được. Thậm chí là tàu hỏa nhập ma khiến cho hắn không thể tìm vu bảo an toàn hơn. Hai là bởi vì chém giết Bảo Nguyên đại thiền sư với hắn mà nói có lợi cực lớn. Bảo Nguyên đại thiền sư tu luyện công đức kim luân, luyện bảo diệu quyết, đã đem pháp môn kỳ lạ này tu luyện đến đại đức kim luân tầng thứ 6 đỉnh phong. Chỉ cần giết chết lão ta, Diệp Húc sẽ đạt được ác quả công đức, tăng công đức kim luân của mình lên tới đại đức kim luân, thậm chí tới cảnh giới rất cao, trực tiếp tu thành tầng thứ 7 đạo đức kim luân. Lấy đại đức kim luân hoặc đạo đức kim luân thúc dục chư thiên thần vương công đức ấn, uy lực thất mạnh không thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất chính là hắn dung nhập công đức kim luân luyện bảo diệu quyết vào trong bản vương khai thiên kinh. Nếu có thể tu luyện đến độ cao đại đức kim luân, thậm chí là đạo đức kim luân, đối với chuyện hắn hoàn thành hoàn thiện bản vương khai thiên kinh, chấn áp tâm ma sẽ có ích lợi rất lớn. Thân thể và linh mạch cùng với những bảo vật khác trên người Bảo Nguyên, Diệp Húc lại không để tâm mấy. Nhưng loại công đức đại đức kim luân này hắn bắt buộc phải lấy được. Khốn Tiên Thằng hóa thành một con kim long, dương nanh múa vuốt, phát ra từng trận tiếng rồng ngâm ngân nga, không ngừng cắn nuốt pháp lực và tinh khí trong nguyên thần của Diệp Húc. Mà công đức kim luân sau lưng Diệp Húc không ngừng chuyển động, từng vòng kim luân bao lấy thân thể của kim long. Sau một lúc lâu, sợi Khốn Tiên Thằng này đã được hắn tế luyện thành công, hóa thành một con kim long còn nhỏ, quay xung quanh người Diệp Húc mấy vòng, phun ra long khí. Những long khí đó hóa thành những con kim long nhỏ bé, không ngừng lượn xung quanh người của hắn, thật xa hoa lộng lẫy. Diệp Húc tiến tới không ngừng, lập tức tế luyện Trảm Tiên Đao. Từng món vũ bảo trên Trảm Tiên Đài được hắn tế luyện thành công,
hạ xuống ấn ký tinh thần của mình, chỉ còn lại một cái đài hành hình là chưa có tế luyện. Tu vi của hắn tế luyện mấy vu bảo như khốn tiên thẳng, gông khóa tiên đã tiêu hao rất lớn, hiện giờ còn sót lại một ít tu vi đã không đủ để tế luyện thành công đài hành hình. Không tế luyện đài hành hình, Trảm Tiên Đài sẽ không thể tạo thành một chỉnh thể, e là không thể chấm được Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Nếu như để lão thất thân, muốn chấn áp lão ta lại gần như là không có khả năng rồi. Thậm chí còn có thể bị lão hộ pháp sơn môn Tiểu Quang Minh Thánh Địa này đuổi giết kìa. Diệp Phúc chần chừ một lát, chỉ thấy Bảo Nguyên Đại Thiền Sư càng đánh càng mạnh, cùng Thập Điện Diêm La đánh cho trời sụp đất nứt. Thương thế của lão đang dần dần hồi phục, thực lực không ngừng tăng trưởng. Ngược lại, tu vi của Ma La Dư càng lúc càng yếu, gần như không khống chế được Thập Điện Diêm La. Diệp Húc không chần chừ nữa, trên đỉnh đầu Ngọc Lâu hạ xuống một cái thuần dương linh mạch. Thuần dương linh khí như thủy triều điên cuồng tuôn vào bên trong khí thế của hắn, bị Ngọc Thụ Nguyên Thần cắn nuốt. Hắn vận chuyển Bàn Vương Khai Thiên Kinh thúc dục môn công pháp này, mượn dùng sát khí khủng bố trong biển oan hồn, nâng cao tốc độ vận chuyển Bàn Vương Khai Thiên Kinh, lập tức đem thuần dương linh khí cuồn cuộn hóa thành chân nguyên, hóa thành tu vi. Bản thân hắn đã tu luyện đến hóa thần cửu phẩm, chỉ thiếu một bước nữa sẽ bước vào nguyên thần kỳ. Sở dĩ Diệp Húc chậm chạp không đi tiếp một bước này, chính là lo lắng khi mình đột phá nguyên thần kỳ rồi, sáu mặt trời đều xuất hiện, khó có thể tiếp tục chấn áp tâm ma. Nhưng hiện giờ tình hình nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều như vậy. Lại thêm một vòng mặt trời chói chang từ thế giới sau lưng của hắn, trong biển rộng mênh mông kia từ từ mọc lên. Tam Túc Kim Ô kéo vòng mặt trời này bay ra khỏi biển rộng, xông lên trời cao. Thế giới do khí thế phía sau hắn mở ra, sáu mặt trời đều xuất hiện, vô cùng nóng bức. Không trung lưu hỏa, nơi nơi đều là thái dương chân hỏa đang chảy đi thiêu đốt, mặt đất rạn nứt, những ngọn núi lửa phun trào ra dung nham cuồn cuộn, dường như biến thành một mảng địa ngục liệt hỏa. Sáu mặt trời, sáu con Tam Túc Kim Ô to lớn, gần như thiêu cháy thế giới của hắn, thậm chí 10 tầng u minh thế giới mà Ma La Dư đánh nhốt vào bên trong thế giới của hắn, ở dưới thái dương chân hỏa cũng đã bắt đầu từ từ tan chảy. Âm khí của thập phương u minh căn bản không thể ngăn cản dị tượng do sáu mặt trời cùng xuất hiện. Âm khí trong đó không ngừng chảy mất, bị thái dương chân hỏa luyện hóa. Cứ mãi như vậy, thập phương u minh tất sẽ bị đốt cháy, bốc hơi hoàn toàn. Đến lúc đấy, tỷ lệ Diệp Húc tẩu hỏa nhập ma, hóa thành sát thần sẽ tăng lên rất cao. May mắn, trong thời gian ngắn thập phương u minh sẽ không bị đốt cháy hoàn toàn, tạm thời cũng có thể chấn áp được tâm ma. Bên trong nguyên thần của Diệp Húc, pháp lực bành trướng dữ dội, Ngọc Thụ lại càng thêm trong suốt. Gốc cự mộc lớn vạn trượng này, ở khoảnh khắc hắn đột phá đến nguyên thần kỳ, vẫn là mầm sinh trưởng, thẳng đến cao đạt 2 vạn trượng mới khó khăn lắm định hình. Ngọc Thụ đem thế giới phía sau Diệp Húc khởi động, trời cao ầm ầm ù ù càng ngày càng cao, mặt đất thì chìm xuống càng ngày càng dày. Hiện giờ khí thế của hắn vô cùng kiên cố, gần như hình thành một thế giới chân chính, không dễ phá hủy. Diệp Húc chỉ cảm thấy pháp lực của mình điên cuồng tăng lên, ước chừng gấp 2 gấp 3 lần, lập tức thét dài một tiếng, quần quần pháp lực tuôn vào trong đài hành hình, chớp mắt liền hoàn toàn tế luyện đài hành hình thành công. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, khốn tiên thẳng phát ra một tiếng rồng ngâm, hạ vào bên trên đài hành hình. Vù vù. Chiêu hồn phiên, Trảm Tiên Đao, Tỏa Tiên Gia, Tử Tù Bồ Đoàn, đám vu bảo đều bay lên, hạ xuống trên đài. Oanh. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đột nhiên đánh ra một quyền, Thập Điện Diêm La đồng loạt vỡ nát, thập đại ma chủ đều bị đánh cho tan thành tro bụi, mà Ma La Dư tức thì bị chấn cho hộc máu, bay ngược ra ngoài, không rõ sống chết. Nào là Thập Điện Diêm La, nào là thập đại ma chủ, tất cả đều là vô căn cứ. Ở dưới chân của Phật gia không có ma, không có Diêm La, chỉ có người chết thôi. Bảo Nguyên bước chân một bước, quanh thân Phật quang phóng ra, kim thân liền bành trướng, giống như một vị cổ Phật kim quang chói lòa. Bàn tay khô gầy mở ra, chộp tới Ma La Dư. Hiện giờ, kim thân của Phật gia đã khôi phục đến thân thể nhân hoàng, tuy còn chưa tu luyện đến đỉnh cao, nhưng đánh chết đôi gian phu dâm phụ các ngươi là đủ rồi. Tay của lão còn chưa chạm đến Ma La Dư, đột nhiên một con kim long dương nanh múa vuốt bay tới, trong chớp mắt liền chói lão lại. Ngay sau đấy, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư phát hiện mình đang bay về phía một tòa ngọc đài lơ lửng ở trên không trung. Phía trên ngọc đài có một mặt đại phiên bay phất phới, trên mặt viết tên của mình và một chữ Trảm đầm đìa máu. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư vừa mới hạ xuống Trảm Tiên Đài, chỉ thấy cùng khóa tiên mở ra, gài lên trên cổ vị hộ pháp sơn môn Tiểu Quang Minh Thánh Địa này. Tiểu bối ma tộc, bằng ngươi cũng muốn chém ta sao?
Bảo Nguyên đại thiền sư đứng trên Trảm Tiên Đài, ánh mắt đảo qua chữ Trảm, đầm đìa máu trên mặt chưa hồn phiên, lạnh lùng mà nói. Kim thân của lão rực rỡ chói lọi, giống như một vị cổ Phật, cũng không bị cùng khóa tiên đè xuống. Lúc trước Già Lam Minh Tôn bị cùng khóa tiên khóa trụ lại, thậm chí bị ép cho không thể không quỳ gối lên tử tù bồ đoàn. Nhưng kim thân của Bảo Nguyên đại thiền sư mạnh còn trên cả thân thể Già Lam Minh Tôn. Hiện giờ lão đã khôi phục thân thể nhân hoàng, cho dù bị cùng khóa tiên chấn áp vẫn cứ đứng thẳng không quỳ. Phật gia xuất đạo hơn 2000 năm nay, trong cả đời này trải qua không ít sóng to gió lớn, thậm chí bị cả nhân vật đứng đầu thánh địa đuổi giết kia, cho đến tận ngày nay vẫn bình yên vô sự. Đừng nói là một tên tiểu bối tam thần cảnh như ngươi, cho dù là thánh chủ đến đây cũng chẳng thể làm gì được ta đâu. Khí thế của Bảo Nguyên đại thiền sư như cầu vồng, quanh thân Phật quang phóng ra, phía sau lưng hiện ra Phật quốc Niết Bàn rộng lớn vô biên, từng toàn linh sơn, từng vị đại Phật, giống như một thế giới cực lạc hoành tráng đồ sộ. Quỳ xuống! Giọng nói lạnh nhạt của Diệp Phúc truyền đến. Ở trong nháy mắt khi hắn nắm tòa Trảm Tiên Đài này trong tay, dường như bản thân đột nhiên biến thành một kẻ khác, không còn là Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo nữa, mà là phán quan của thiên đình viễn cổ, nắm giữ sự sống chết của người khác trong tay, chém tiên giết Phật. Trong ánh mắt không có nửa phần dao động, không có thương hại, không có thông cảm, không có châm chọc, không có đùa cợt, chỉ là lạnh lùng. Chỉ cần đứng trên Trảm Tiên Đài, nhất định sẽ bị hắn chém nguyên thần, giết thân thể, hồn phách bị phong ấn trong chiêu hồn phiên. Người dám bắt ta quỷ xuống sao? Bảo Nguyên đại thiền sư cười ha ha, kim thân của lão cao trăm trượng, tuy rằng bị khốn tiên thẳng trói kim thân lại, cùng khóa tiên khóa cổ, tất cả thần thông biến hóa đều không thể dùng, nhưng lão vẫn giống như một vị Phật Đà trên cao, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, cười lạnh mà nói: Phật gia ta cuộc đời này giết người phóng hóa, những ma đầu ta chém giết nhiều không đếm xuể, hạng người cuồng vọng gặp không ít, còn không có kẻ nào to gan khiến ta quỳ xuống, ngươi là kẻ đầu tiên. Quỳ xuống! Diệp Húc dùng toàn lực thúc giục Trảm Tiên Đài, Bảo Nguyên đại thiền sư chỉ cảm thấy cùng khóa tiên trên cổ đột nhiên trở nên vô cùng nặng, Phật quốc Niết Bàn phía sau đột nhiên biến mất. Cái cùng khóa tiên này chẳng những khóa thân thể của lão lại, đồng thời cũng khóa nguyên thần, thiên địa pháp tướng của lão, thậm chí còn khóa luôn cả khí thế của lão. Hai đầu gối của lão mềm nhũn, bịch bịch một tiếng quỳ lên trên tử tù bồ đoàn, trong lòng vừa giận vừa sợ. Lão nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng phát lực, định giãy ra khỏi cùng khóa tiên này, thoát khỏi phong ấn của nó. Chẳng qua lúc trước Già Lam Minh Tôn có thể thoát khỏi cùng khóa tiên này là tránh sự tru sát của Trảm Tiên Đài, chính là vì tòa vũ bảo này tự công kích, không có người tế lên. Mà lúc này Trảm Tiên Đài được Diệp Húc tế lên, uy lực so với khi vây khốn Già Lam Minh Tôn hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc kệ kim thân của Bảo Nguyên đại thiền sư mạnh mẽ đến đâu, sức mạnh to lớn đến đâu, cũng không thể thoát khỏi. Bảo Nguyên, ngươi có biết tội không? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Húc truyền đến. Giờ khắc này hắn dường như trở thành phán quan tuyên tội định trảm của thiên đình viễn cổ, tuyên đọc tội ác của Bảo Nguyên thiền sư. Bảo Nguyên phát động sức mạnh toàn thân, gắng sức đứng dậy, nhưng không xiềng khóa tiên khóa tất cả thần thông của lão, khiến cho lão có một thân pháp lực tày trời, lại không cách nào thi triển. Kim thân của lão không thể nói là không mạnh, có thể sánh với thân thể nhân hoàng, bất diệt chi bảo bình thường cũng không thể làm lão thương tổn chút nào. Pháp lực của lão không thể nói là không hùng hậu, có thể đại chiến cùng âm hồn nhân hoàng, gần như luyện hóa âm hồn nhân hoàng, thậm chí cả đại vua tam bất triệt cảnh như Hạ Từng Đường đều bị một quyền của lão đánh nát. Nhưng khi lão đứng trên tòa Trảm Tiên Đài này lại như là gặp phải khắc tinh. Tòa Trảm Tiên Đài này như là chuyên môn chuẩn bị cho cao thủ có thân thể hùng mạnh, thần thông khôn cùng như lão, khắc chế khắp nơi. Mà đâu, người không giết được ta đâu. Khuôn mặt của Bảo Nguyên đại thiền sư dữ tợn, giết gào như sấm. Kim thân của Phật gia chính là thân thể nhân hoàng, có thể sánh với Phật Đà viễn cổ. Kim thân của ta bất tử bất diệt, nguyên thần của ta bất tử bất diệt, thiên địa pháp tướng của ta cũng bất tử bất diệt. Phật gia ở đây để cho ngươi chém, ngươi cả đời cũng đừng hòng tổn thương ta chút nào. Tâm trí của lão vẫn chưa bị tử tù bồ đoàn trấn áp, vẫn vô cùng kiên nghị như trước. Chỉ thấy bảo tháp của lão bay ra, những cái linh mạch như rồng như chăn chui vào trong miệng của lão, khiến tu vi của lão khôi phục dữ dội. Diệp Phúc làm ngơ, giọng điệu thường thường thản nhiên, khẽ tuyên đọc nói: Chém! Chỗ một chữ chảm, lập tức Trảm Tiên Đao bay lên, chém xuống đầu Bảo Nguyên đại thiền. Bảo Nguyên đại thiền sư cười lạnh, nhìn một đao này hạ xuống, ánh mắt lập tức quét tới, cười lạnh mà nói: Bằng ngươi mà cũng muốn chém ta ư? Chờ ta khôi phục tu vi đến tam bất diệt cảnh, đó chính là tử kỳ của ngươi. Đao quang hạ xuống,
một cái đầu cực lớn bắn lên cao. Bảo Nguyên đại tiền sư lúc này mới nói ra một chữ ngươi, trong mắt lão lộ ra một tia kinh ngạc. Dư quang nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một dòng kim huyết từ cổ lão phun ra. Thân thể của lão bị chém, nguyên thần cũng bị chém thành hai nửa. Thiên địa pháp tướng cũng bị chém đầu, thậm chí thần thức hồn phách đều bị chảm tiên đao bổ ra. Vù! Chiêu hồn phiên rung lên, chỉ thấy hồn phách thần thức của Bảo Nguyên đại tiền sư không tự chủ được bay ra khỏi kim thân, rơi vào trong đại phiên. Sau đấy, bảo tháp của lão bắt đầu phân giải, vô số linh quang tản ra khắp nơi, một tòa vô hồn giới 8 tầng từ từ xuất hiện. Kim thân nguyên thần và thiên địa pháp tướng của ta lại không thể chống lại thứ vũ bảo này sao? Hai mắt của lão tối sầm lại, thế giới xung quanh nhanh chóng lâm vào một mảng tối tăm. Tại sao có thể như vậy? Đây là ý nghĩ cuối cùng của lão. Hộ pháp sơn môn của Tiểu Quang Minh Thánh Địa cuối cùng đã chết rồi. Diệp Phúc nhẹ nhàng thở ra, thoát khỏi tâm tình của phán quan thiên đình, chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể nhanh chóng biến mất, không khỏi cả kinh. Tòa bất diệt chi bảo Trảm Tiên Đài do 6 món bất diệt chi bảo tạo thành, sau khi tiến lên tương đương với đồng thời tế 6 món bất diệt chi bảo lên, tiêu hao rất lớn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chém giết Bảo Nguyên đại thiền sư gần như tiêu hao sạch sẽ tu vi của Diệp Húc. Ong ong ong. Sau đầu Diệp Húc, Nhân Bảo Kim Luân, Địa Bảo Kim Luân, Thiên Bảo Kim Luân, Nghiệp Hỏa Kim Luân, Đại Bảo Kim Luân, Đại Đức Kim Luân lần lượt xuất hiện. Công đức các quả tuần hoàn không ngớt, từng đám nghiệp hỏa hồng liên, từng con mắt tà ác, từng vị hồng liên tà Phật, tạo thành một cảnh tượng quỷ dị u ám. Công đức luân hồi ma âm từng trận, giống như hàng tỷ ma đầu cùng giống to lên, tuyên đọc ma kinh, khuyên người hướng ác. Cũng là công đức kim luân, Bảo Nguyên đại thiền sư giống như một vị đại Phật viễn cổ, mà Diệp Húc lại giống như một vị ma vương viễn cổ vậy. Ong một tiếng, đạo đức kim luân chậm chậm hình thành. Vòng kim luân này xuất hiện, Diệp Húc đột nhiên có một loại cảm giác tâm tư thông thấu như ngọc, khiến tâm ma quấy nhiễu hắn bao lâu nay dường như ở thời khắc này đều tan đi, không cánh mà bay. Ở bên tai của hắn truyền đến đủ tiếng ca ngợi, dường như hàng tỷ ma đầu, hàng tỷ sinh mạng tà ác đang ca ngợi sự tà ác của hắn vậy. Sau đầu Diệp Húc, 7 vòng kim luân liên tục xoay vòng, khiến toàn thân của hắn tản ra một loại hơi thở tà ác thần thánh. Hắn giống như một vị ma vương đi ra từ trong hàng cổ, vẻ ngoài vô cùng thần thánh, nhưng tập hợp hàng ngàn, hàng vạn tội ác về một thân. Ma La Dư bị Bảo Nguyên đại tiền sư đánh bay, bị thương rất nặng, lúc này cuối cùng chấn áp thương thế bay tới. Nhìn thấy Bảo Nguyên bị chạm, cái miệng nhỏ nhắn dương tròn lên, giật mình mà nói: "Tiểu tử thối, ngươi thật sự chém lão ta rồi sao?" Nàng gào thét bay hướng Trảm Tiên Đài, huy tay áo cuộn một cái, thu cả đầu và kim thân của Bảo Nguyên, lập tức nắm lấy nguyên thần và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên đại tiền sư, cười ngâm ngâm nói: "Lần này ta xuất lực không nhỏ, gần như đánh cho lão ta hồn bay phách lạc. Vu hồn giới của lão ta không cần, thế nhưng thân thể nhân hoàng, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều thuộc về ta." Diệp Húc làm ngơ, yên lặng ở bên trong sự ảo diệu của chư thiên công đức. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ cò kè mặc cả với Lama Dư. Nhưng lúc này, hắn thật sự bị ảo diệu của công đức kim luân hấp dẫn, không hề đặt kim thân và thiên địa pháp tướng của Bảo Nguyên trong mắt. Loại cảm giác công đức gia thân này thật là kỳ diệu. Diệp Húc khẽ cười ha ha, tâm niệm khẽ động, từng vầng trăng, từng mặt trời, từng chiếc khai thiên cự phủ từ trong tay hắn dâng lên. Hắn đồng thời dùng ra ba loại chư thiên thần vương công đức cấn, chỉ cảm thấy nguyên thần của mình tiêu hao cực lớn, gần như không thể đồng thời thi triển ba loại công đức thần vương ấn pháp. Hắn liên tục ác chiến, lại tới luyện Trảm Tiên Đài, chém giết Bảo Nguyên đại thiền sư, tiêu hao thật lớn, hiện giờ đã gần đèn dầu đã cạn. Thế nhưng cho dù như thế, uy lực của ba loại thần vương công đức cấn này tăng lên dữ dội, so với trước đây càng thêm dũng mãnh. Nếu hắn khôi phục tu vi, chỉ sợ uy lực của chư thiên thần vương công đức cấn sẽ tăng lên không chỉ gấp đôi. "Tiểu tử thối, nếu tà vô hồn giới này ngươi không cần, vậy cũng thuộc về ta." Ma La Dư hứng chí bừng bừng, định cũng thu luôn vô hồn giới của Bảo Nguyên. Nàng quay đầu nhìn lại, không khỏi ngây dại. Chỉ thấy Diệp Húc tay nâng mặt trăng mặt trời, cầm khai thiên phủ trong tay, 4 đầu 8 tay, 8 con mắt nhắm chặt. Hắn giống như một vị thần vương thống ngự chư thiên, công đức gia thân, một loại hơi thở thần thánh không thể xâm phạm truyền đến. Loại hơi thở này thậm chí khiến cho Ma La Dư cũng không khỏi bị quấy nhiễu, cảm thấy dường như mình thấp hơn Diệp Húc một đầu. "Luồng hơi thở thật kỳ quái, sao ta lại cảm thấy ngay cả hơi thở của phụ hoàng dường như cũng không bằng hắn ta vậy?" Nội tâm của Ma La Dư kinh hoàng. Công đức kim luân sau đầu Diệp Húc liên tục chuyển động, ma âm sung đáng. Loại ma âm này lọt vào trong tai của nàng, thậm chí khiến nàng quên hết thảy, không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác thân thiết với Diệp Húc.
gần như cho rằng Diệp Húc là người thân mật nhất với nàng vậy. Giờ khắc này, trong tâm của nàng tràn đầy kính ngưỡng, ngưỡng mộ, ái mộ, sùng bái với Diệp Húc. Thậm chí bất kể Diệp Húc bảo nàng làm gì, nàng cũng sẽ không hề nhấc lên một ý chí phản kháng nào. Nguy hiểm thật, bà cô ta suýt nữa bị tiểu tử này vô thành vô tức độ hóa mất rồi. Ma La Dư cả kinh, từ trong rung động tỉnh lại, không khỏi dùng mình một cái, lòng còn mang sợ hãi. Vừa rồi nàng suýt nữa thì quỳ hướng Diệp Húc. Lúc trước Bảo Nguyên đại thiền sư liền dùng lại thủ đoạn độ hóa người khác này, để độ hóa âm hồn trong biển oan hồn tụ tập công đức. Mà Diệp Húc chém chết Bảo Nguyên, đem tầng tầng lớp lớp ác quả tập trung vào thân. Công đức kim luân của hắn so với Bảo Nguyên còn hùng hậu hơn, thậm chí ở trong nháy mắt quấy nhiễu tâm trí của Ma La Dư. Ở dưới tình huống Ma La Dư không hề đề phòng, gần như độ hóa được nàng. Ma La Dư quên thu vô hồn giới, đột nhiên thấy một bàn tay to chụp tới, nhẹ nhàng tìm tòi khống chế tòa vô hồn giới này. Diệp Húc thu tòa vô hồn giới này vào trong ngọc lâu của mình, cũng không xem xét nói: đám người Thạch Tinh Hải sắp đuổi tới rồi, hiện giờ ta gần như đèn dầu sắp cạn, e là sẽ không phải là đối thủ của bọn họ, mau đi. Ngàn mắt sau lưng Ma La Dư mở ra, thân hình đám người Thạch Tinh Hải, chuyển luân tiểu thánh vương và bình đẳng vương thái tử lập tức hiện ra bên trong ngàn mắt của nàng. Chỉ thấy những kẻ này ở trong khoảng thời gian bọn họ đối phó với Bảo Nguyên đại thiền sư, đã với khốn âm hồn nhân hoàng ác chiến một phen, bắt lấy luyện hóa. Âm hồn nhân hoàng gần như bị Bảo Nguyên luyện hóa, thực lực còn lại không cao, bị bọn họ bắt được luyện hóa cũng không có gì khó. Dù sao Thạch Tinh Hải, chuyển luân tiểu thánh vương và bình đẳng vương thái tử đều là những cường giả trẻ tuổi hiếm có. Thạch Tinh Hải là con trai của Tinh Đế, chuyển luân tiểu thánh vương là con trai của điện chủ chuyển luân vương thần điện trong hàng của ma vực. Chuyển luân đại thánh vương còn bình đẳng vương thái tử là con trai của điện chủ bình đẳng vương thần điện. Bọn họ đều là huyết thống hoàng tộc, tiên thiên hậu thiên đều cao hơn người một bậc. Những người này thiên tư xuất chúng, lại là con người đứng đầu thánh địa, thân phận địa vị cao hơn người một bậc, muốn cái gì có cái đó, không hề giống như một kẻ như Diệp Húc vì linh mạch mà tìm kiếm cướp đoạt xung quanh. Tuy nhiên, dù là thân phận địa vị của bọn họ, gặp đám của cải của âm hồn nhân hoàng và Bảo Nguyên đại thiền sư cũng gặp không nhiều, vẫn làm cho bọn họ động tâm không thôi, bám giết không tha. Cuối cùng, âm hồn nhân hoàng bị chuyển luân tiểu thánh vương đoạt đi. Những người này không tiếp tục tranh nhau nữa, ngược lại truy đến bên Diệp Húc, tốc độ cực nhanh. Hiện giờ, ta cũng bị Bảo Nguyên đánh cho trọng thương, dầu hết đèn tắt rồi, quả thật không phải là đối thủ của những người này. Ma La Dư cắn chặt răng thở dài nói: thật muốn chém bọn chúng quá mà. Nàng chấn áp Bảo Nguyên cũng khiến tu vi tổn hao rất nhiều, không tốt hơn Diệp Húc là mấy. Nếu bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương và Thạch Tinh Hải đuổi theo bao vây, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Diệp Húc và Ma La Dư đỡ lẫn nhau bay đi chỗ sâu trong biển oan hồn. Hai người bọn họ vốn là quan hệ đối địch, Ma La Dư bị Diệp Húc đánh một lần hận tới tận xương, mà Diệp Húc cũng suýt bị nàng chém. Hai người thậm chí tế bất giật chi bảo lên, gần như đánh người chết ta sống. Tuy nhiên liên tục gặp dịp lại làm cho bọn họ không thể cùng đi chung một chỗ. Loại duyên phận này có thể nói là kỳ diệu. Phía trước sương mù càng lúc càng mờ nhạt, Diệp Húc nhìn phía trước chỉ thấy xa xa những dãy núi nhấp nhô, kỳ sơn dị thủy, giang sơn như họa, kỳ hoa dị thảo, hương thơm kéo đến. Nơi này chính là trung tâm của biển oan hồn, không có một chút sát khí nào, mà âm hồn du đãng xung quanh cũng biến mất hết sạch. Ở loại địa phương sát khí ngút trời như biển oan hồn, đột nhiên lại xuất hiện một nơi rực rỡ, bình yên như vậy, làm cho người ta phải chật chật lấy làm kỳ lạ. Nơi táng thân của Vu Hoàng. Ma La Dư nhìn thấy cảnh tượng phía trước, đôi mắt đột nhiên sáng lên, vui sướng vạn phần nói. Diệp Húc quan sát xung quanh, chỉ thấy bốn phía một mảnh tường hòa, khác những nơi khác trong biển oan hồn một trời một vực, không khỏi cười nói. Nơi đây là nơi Vu Hoàng ngã xuống hay sao? Sao không có hơi thở của Vu Hoàng vậy? Hắn từng đến nơi Vu Hoàng tử vong, loại khí thế chấn áp chư thiên, bá chủ thiên hạ này che trời phủ đất, khiến người không thể đến gần. Mà ở nơi đây lại là một mảnh tường hòa, không có bất cứ sát khí gì, giống như một mảnh thế ngoại đào nguyên vậy. Ma La Dư cắn cắn cái môi đầy đặn xinh đẹp khẽ nói. Vu Hoàng mai cốt chi đĩa có thể nói là nơi hung hiểm nhất của toàn bộ biển oan hồn. Khi cha ta còn chưa thành Vu Hoàng, từng đi du lịch tứ phương, suýt nữa mất mạng ở nơi này. Nhưng ông từng nói qua, nơi chôn cất Vu Hoàng trong biển oan hồn có dấu bảo vật. Đáng tiếc khi hữu dụng với ông ấy thì ông ấy lại không đủ thực lực. Đợi đến khi ông ta có đủ thực lực rồi thì nó đã không còn được ông ấy coi trọng nữa rồi. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần. Ma Hoàng là ai đây? Đó là đệ nhất nhân đương thời, vị Vu Hoàng duy nhất.
Ở trên hư không bảng, Vu Hoàng chính là xếp hạng nhất, thậm chí còn hơn cả Ứng Tông Đạo và Tinh Đế. Khi ông ta chưa thành Vu Hoàng, đi du lịch khắp nơi, tu vi và thực lực hẳn là cũng không quá yếu. Hơn phân nửa sẽ là tu vi tam bất triệt cảnh. Ngay cả người như thế đều suýt chết ở nơi này, có thể nghĩ đến sự hung hiểm của Mai Cốt Chi Địa của Vu Hoàng này. Tầm mắt Ma Hoàng cực cao, sau khi thành Vu Hoàng rồi, tầm mắt của ông ta lại càng cao hơn. Ông ta chứng mắt bảo vật trong biển oan hồn, nhưng đối với những người khác, thậm chí cả người đứng đầu thánh địa, chỉ e rằng là thứ rất tốt. Ta nghe cha nói, biển oan hồn là do Chu Vũ Mục Vương dẫn dắt đại quân nhân tộc yêu tộc tiến đánh hàng cổ ma vực ta, bị thập điện điện chủ ngăn cản tại đây, huyết chiến mấy ngày, chiến trường kéo dài đến tận Lại Hà Kiều. Biển oan hồn nơi này là nơi chiến đấu dữ dội nhất, có hai vị Vu Hoàng đã ngã xuống ở đây. Ma La Dư từ từ phun ra một hơi chọc khí, ánh mắt nhìn về phía trước, hạ giọng mà nói: nơi đây là do khí thế của Vu Hoàng biến thành, đi vào rồi sẽ tương đương với đi vào bên trong khí thế của Vu Hoàng, từng bước một là một sát cơ. Trong đó thậm chí còn có thi thể của Vu Hoàng cổ đại, có khi còn có cả âm hồn của Vu Hoàng nữa kìa. Nếu có thể lấy được thi thể của Vu Hoàng luyện hóa thành binh thì... Vu Hoàng thật là thần thông quảng đại, khí thế đều có thể biến thành thực chất, so với Phật Quốc Niết Bàn của Bảo Nguyên phải hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc sờ một bông hoa trắng trước mặt, chỉ thấy cảm giác mềm mại dường như là tồn tại chân thật, không khỏi tán thưởng mà nói: cẩn thận, nơi này có vài thứ không thể tùy tiện sờ vào đâu, nếu không sẽ gặp đại nạn. Ma La Dư khẩn trương vội vàng nói. Ầm một tiếng, bên tai Diệp Húc đột nhiên truyền đến một tiếng nổ. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào bông hoa trắng nhỏ bé này, hắn đột nhiên cảm thấy được hơi thở vô cùng trầm trọng của Vu Hoàng ép xuống hắn. Luồng hơi thở này trầm trọng như thế, trong chớp mắt liền ép cho thân thể của hắn răng rắc vang lên, thẳng đến khi thu nhỏ lại như một đứa trẻ cao không đủ 3 thước. Hơn nữa, loại hơi thở Vu Hoàng này còn đang không ngừng tăng lên, dường như muốn nghiền nát hắn ra vậy. Bản Vương Khai Thiên! Diệp Húc hô to lên một tiếng, vận chuyển Bản Vương Khai Thiên Kinh, khí thế bùng lên, tế lên ngọc thủ, 6 mặt trời cùng xuất hiện, chống cự lại hơi thở của Vu Hoàng. Lúc này, thân hình mới dừng thu nhỏ lại. Ma La Dư vừa tức giận, vừa lại vừa buồn cười, cười khanh khách nói: cha ta nói, nơi này tuy nhìn như yên bình, nhưng một bông hoa, một hòn đá, một cây cỏ, một cây cổ thụ đều là do hơi thở của Vu Hoàng cổ đại biến thành. Chạm vào mấy thứ này sẽ dẫn dụ hơi thở của Vu Hoàng. May là vừa rồi ngươi chỉ chạm vào một bông hoa nhỏ, nếu là một gốc đại thụ che trời, có khi sẽ bị đè thành một hạt đậu bé tí, thậm chí là có thể bị đè chết kìa. Vậy sao cô không nói sớm vậy? Diệp Húc giận dữ nói. Ma La Dư ngồi xổm xuống, kéo hắn vào trong ngực, cười nói: wow, cái bộ dạng này hiện giờ của ngươi đáng yêu hơn ban nãy nhiều. Tiểu đệ đệ ngoan nào, đừng quấy tỷ tỷ thương này. Diệp Húc nổi giận đùng đùng. Trước đây hắn thường xuyên dùng loại giọng điệu này đùa cợt người khác, hiện giờ thì lại bị người khác đùa cợt lại. Răng rắc răng rắc. Hắn vận chuyển Bản Vương Khai Thiên Kinh, thân hình cao lên, trong chớp mắt đã khôi phục hình thể như thường. Ma La Dư ôm lấy hắn, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt. Diệp Húc từ trên cao nhìn xuống, cao hơn Ma La Dư nửa cái đầu. Ma La Dư chỉ cảm thấy dòng khí ấm áp từ trong mũi Diệp Húc phun ra phả lên mặt mình, khiến mặt của nàng có chút nóng lên, vội vàng buông hắn ra, phẫn nộ nói: đúng là làm trẻ con thì đáng yêu hơn, trưởng thành thật không vui chút nào cả. Nàng đi lên phía trước, bước chân nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy, cười nói: cha ta từng nói, đừng ông ấy đi qua cho ta, chỉ cần đi theo con đường đó, tính nguy hiểm sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Còn về phần đám người chuyển luân tiểu thánh vương, làm cho bọn chúng đi gặp quỷ hết đi. Diệp Húc cũng hiểu được một khắc vừa rồi có chút khác thường. Bảo vòng công đức kim luân sau đầu chuyển động không ngừng nghỉ, áp chế hết những cảm xúc khác thường kia xuống. Công đức kim luân luyện bảo diệu quyết vô cùng kỳ diệu, tương dung với Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn, không chỉ có thể gia tăng thực lực cho hắn, đồng thời cũng có tác dụng chấn áp tâm ma, khu trừ sao động trong tâm. Chẳng qua là dựa vào công đức kim luân chấn áp tâm ma chỉ là tạm thời, cũng không thể trừ tận gốc được khiếm khuyết của Bản Vương Khai Thiên Kinh. Muốn hoàn toàn hoàn thiện môn công pháp này, Diệp Húc chỉ có con đường tìm kiếm những công pháp khác bỏ thêm vào trong Bản Vương Khai Thiên Kinh là có thể được. Ma La Dư, tiểu tử này là tên công tử bột ngươi nuôi ư? Giọng nói của chuyển luân tiểu thánh vương đột nhiên truyền đến, hắn cười ha ha nói: đáng thương, không ngờ con lai của hoàng tộc đế thích và dữ tộc lại kém tinh thuần với huyết thống của chuyển luân tiểu thánh vương ta như vậy. Người đã chọn tên mặt trắng này cũng là chọn loại huyết thống cao quý ta, mà không phải con lai của hoàng tộc đế thích và dực tộc.
đám người bọn họ tốc độ cực nhanh, trong giây lát liền đuổi tới sau Diệp Húc và Ma La Dư vài dặm, đi vào trong trung tâm biển oan hồn. Bên ngoài, nơi táng thân của Vu Hoàng bám chặt lấy hơi thở của hai người Diệp Húc, đuổi theo không bỏ. Sở dĩ hắn cho rằng Diệp Húc là con lai của hoàng tộc Đế Thích và Dực tộc là bởi vì hoàng tộc Đế Thích có 4 đầu 8 tay, nhưng lưng không mọc đôi cánh, mà Diệp Húc lại có thêm một đôi cánh thịt, khiến cho hắn nghĩ đến trong cơ thể Diệp Húc còn chứa đựng huyết thống của một đại chủng tộc ma tộc, đó là Dực tộc. Dực tộc tuy thực lực không kém, nhưng còn xa mới bằng tứ đại vương tộc và tứ đại hoàng tộc, cho nên chuyển luân tiểu thánh vương mới sinh ra một loại khinh miệt sâu sắc với Diệp Húc. Ma La Dư, đem kim thân, nguyên thần, thiên địa pháp tướng và vu hồn giới của Bảo Nguyên ra đây, lấy giao tình giữa Bình Đẳng Vương thần điện ta và Xâm La thần điện ngươi, ta tha cho ngươi một con đường sống. Bình Đẳng Vương thái tử đồng thời xuất hiện, nhìn đến nơi yên bình này, sắc mặt không khỏi khẽ biến, hiển nhiên nhận ra đây là nơi nào. Ma La Dư quay đầu lại, vuốt vuốt mái tóc bên tai, cười khanh khách nói: "Chuyển luân tiểu thánh vương, Bình Đẳng Vương thái tử, gọi tỷ tỷ đi, nếu không gọi là tỷ tỷ thì ta sẽ thịt các ngươi kìa." Thạch Tinh Hải dẫn đám người đi tới, đem không gian quanh thân tạo ra một mảnh tinh vực, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Húc, cất cao giọng nói: "Diệp huynh, người hóa thân làm ma, biến thành hoàng tộc Đế Thích, chẳng lẽ nghĩ làm như vậy có thể lừa gạt được người khác sao? Ở một khắc khi Liệt Hỏa Minh Tôn xuất hiện, ta đã nghĩ đến người nhất định cũng sẽ xuất hiện ở nơi này mà." Ánh mắt chuyển luân tiểu thánh vương sáng lên, nức tới Diệp Húc: "Người chính là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo ư? Khó trách người ở trong nhân tộc lại có tiếng tăm lớn như vậy. Hóa ra người có được huyết thống nhân tộc, lại có được huyết thống hoàng tộc ta. Đáng tiếc huyết thống của người không thuần, nhất định sẽ chết trong tay của ta. Tất cả bảo vật của ngươi, nữ nhân của ngươi đều sẽ thuộc về ta." Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha hả, cất bước đi vào vùng cấm địa này. Đám hoàng tộc ma tộc đi theo hắn tuy bị âm hồn nhân hoàng và Bảo Nguyên đại thiền sư giết một đám, nhưng vẫn còn lại 6-7 người. Trong đó có một kẻ không cẩn thận chạm đến một gốc cỏ xanh, răng rắc một tiếng liền bị hơi thở vu hoàng đè thành bùn nhão. Nguyên thần, thân thể, hồn phách, thần thức vu bảo, tất cả đều vỡ nát, ngay cả xương cốt cũng không còn nửa cây. Mọi người thấy thế liền vội vàng rời khỏi nơi mai cốt chi địa của vu hoàng, kinh hoàng nhìn về mảnh đất tiên bình này. Mặc dù là nóng nảy như chuyển luân tiểu thánh vương cũng không dám dễ dàng đặt chân tới nơi đây. Nơi này là thế giới do khí thế của vu hoàng mở ra, một cây cỏ, một ngọn núi, một hòn đá trong thế giới này đều chất chứa hơi thở của vu hoàng, chạm vào sẽ khiến cho hơi thở vu hoàng bùng nổ. Tên hoàng tộc ma tộc bị hơi thở vu hoàng đè chết đi có huyết thống cao quý, tu vi không tầm thường, đã thông lục đại luân hải, thực lực không hề kém, nhưng ở trước mặt hơi thở vu hoàng lại không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị ép vụn. Có thể thấy được sức mạnh chất chứa trong thế giới này hùng vĩ ra sao, bá đạo ra sao. Diệp Húc động vào một bông hoa nhỏ, mới chỉ bị hơi thở của vu hoàng ép tới thân cao không đến 3 thước, mà người này lại bị đè chết, nguyên thần, thân thể, hồn phách, thần thức đều dập nát. Bởi vậy có thể thấy được tu vi và thực lực người này kém Diệp Húc không biết bao nhiêu. Ma La Dư cười lạnh nói: "Nơi đây là mai cốt chi địa của vu hoàng, một cây cỏ cũng do hơi thở của vu hoàng biến thành, không thể dễ dàng động vào, nếu không sẽ gặp phải đại nạn. Chuyển luân tiểu thánh vương, nếu ngươi có gan thì đến đây, bà cô ta làm chủ, đầu Diệp Thiếu Bảo tùy ngươi chém, cả kho báu Tây Hoàng Nam Thiên Môn kia ta cũng có thể tặng lại cho ngươi." Diệp Húc trợn mắt nhìn nàng, Ma La Dư cuống quýt nhỏ giọng cười nói: "Ta đang nói giỡn đấy, lừa đám ngu xuẩn đó đến đây tìm chết. Nếu như bọn chúng thật sự dám lại đây, ta một đao một tên chém chết chúng." Diệp Húc giờ khóc giờ cười, đám người chuyển luân tiểu thánh vương nghe vào tai cũng giờ khóc giờ cười. Nhưng mai cốt chi địa của vu hoàng này nguy hiểm trùng điệp, làm cho bọn họ nhất thời không dám xông vào. "Chỉ là một nơi mai cốt chi địa mà thôi, chỉ cần không động đến đám hoa cỏ cây cối nơi đây, kích động hơi thở vu hoàng là có thể bình yên vô sự. Thần niệm hóa hình." Phía sau Thạch Tinh Hải, một lão già mặc áo bào xám hừ lạnh một tiếng. Bên trong mi tâm, từng dòng thần niệm bay ra, rơi xuống đất hóa thành những lão giả giống như ông ta như đúc vậy, có hơn 3,000 tên đồng loạt đi đến nơi vu hoàng mai cốt chi địa. Tam tương cảnh có 3 cảnh giới lớn: pháp địa, thiên tương cảnh. Tu vi lão giả áo bào xám này đã tu luyện tới tam tương cảnh địa tương kỳ, tu thành pháp địa nhị tương, thần niệm cực kỳ mạnh. Một dòng thần niệm chính là một hóa thân, ẩn chứa một phần tu vi pháp lực của ông ta. Những thần niệm hóa thân đó cẩn thận đi vào vu hoàng mai cốt chi địa, tránh từng bông hoa, từng ngọn cỏ, đều đi đến chỗ Diệp Húc và Ma La Dư, định thăm dò ra một thông đạo an toàn. "Tiểu ma nữ,
Nếu như lão phu thật sự đi đến cạnh ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể giữ lời để ta chặt bỏ đầu Diệp Thiếu Bảo hay không. Lão già này đi theo đám thần niệm hóa thân cười ha ha. Không ít hóa thân không cẩn thận va chạm vào vật trong mai cốt chi địa, kích động hơi thở vô hoàng lần lượt bị đè nát, nhưng vẫn có rất nhiều cái còn sống dần dần đến gần Diệp Phúc và Ma La Dư. Đám người chuyển luân Tiểu Thánh Vương và Bình Đẳng Vương Thái Tử ánh mắt sáng lên, âm thầm gật đầu. Lợi dụng thần niệm hóa thân thăm dò vô hoàng mai cốt chi địa này quả thực là một biện pháp rất ổn thỏa, không cần lấy thân thử hiểm liền có thể thông dong ra vào tìm kiếm bảo vật. Lấy thực lực của bọn họ cũng có thể thi triển thần niệm hóa thân thăm dò vô hoàng mai cốt chi địa, su cắt tị hung. Bình Đẳng Vương Thái Tử cười lạnh một tiếng, cất bước đi vào vùng mai cốt chi địa này. Như vào chỗ không người, hắn cười nói: Bình Đẳng Vương thần điện ta từng có Đại Minh Tôn Vương thăm dò qua nơi này, đánh ra một thông đạo tiến vào nơi đây có gì khó khăn đâu chứ. Tuy nhiên hướng hắn đi khác với hướng vị trí Diệp Húc đi, mà là đi đến một phương hướng khác, hẳn là vị Đại Minh Tôn Vương kia thăm dò khác phương hướng với Ma Hoàng. Diệp Thiếu Báo, ta ở phía trước chờ ngươi. Giọng nói của hắn truyền đến, biến mất trong dãy núi. Đột nhiên 3.000 thần niệm hóa thân của lão già áo xám kia đều bị phá nát, hóa thành những làn khói nhẹ, chỉ còn lại một mình ông ta lẻ loi đứng đấy, không biết phải làm sao. Phương Sư Thúc, nhanh rời khỏi đấy. Sắc mặt của Thạch Tinh Hải trầm xuống, vội vàng hô to: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão già áo xám kia chán thấm mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về phía sau. Thạch Tinh Hải và đám đệ tử tinh cung liên thủ tế đại chu thiên tinh đấu đại trận và tinh không trụ quang đại trận lên, chỉ thấy sao hiện ra đầy trời, tạo ra một mảnh vũ trụ tinh không. Các đại tinh quân đều tọa lạc phía trên tinh đấu của mình. Thứ giết thần niệm hóa thân của Thúc chính là cấm pháp của Vu Hoàng. Thạch Tinh Hải cùng đám người liên thủ thúc dục hai tòa đại trận, cất bước đi vào Vu Hoàng mai cốt chi địa này. Hai tòa đại trận không ngừng tiếp xúc với cây cỏ hoa lá trong đây. Những luồng hơi thở Vu Hoàng vô cùng trầm trọng đè xuống, lại bị hai tòa đại trận cắn nuốt. Phòng Sư Thúc, nói mai cốt chi địa này là mảng thiên địa do khí thế vị Vu Hoàng cổ đại kia hình thành, không bằng nói là cấm pháp vu pháp ông ta tu luyện khi còn sống hình thành thì đúng hơn. Thạch Tinh Hải thúc giục đại trận đi tới, nghênh đón lão giả mặc áo bào xám kia, rồi trầm giọng nói: Tỉ như tiểu chất tu luyện đại chu thiên tinh đấu cấm điển, khí thế của ta chính là vũ trụ tinh không. Khi thế hắn nở rộ, ở sau người hình thành một mảng tinh không mênh mông, rộng lớn bao la, vô cùng vô tận, đồng thời trong tinh không lại có một biển ngân hà, chảy từ đông sang tây, đây là tinh không trụ quang. Vị vua hoàng cổ đại này, cấm pháp ông ta tu luyện hiện ra chính là cảnh tượng trước mắt chúng ta đây. Dãy núi sừng sững, hoa cỏ cây cối, nhìn như yên bình, kỳ thực chính là do cấm pháp tạo thành. Tiến vào trong đó rồi sẽ gặp phải hung hiểm, không thể đoán trước được. Hơi thở vua hoàng chỉ là một phương diện, thậm chí xúc động cấm pháp nơi đây sẽ phải chống lại cấm pháp của vị vua hoàng kia. Mọi người nghe nói như vậy không khỏi lâm vào trầm tư. Diệp Húc không nhận được gật đầu không ngừng, âm thầm khâm phục Thạch Tinh Hải. Thật không hổ là con trai của Tinh Đế, giải thích độc đáo. Rất nhiều cao thủ thế hệ trước cũng không có được phần kiến thức và tầm mắt này. Thiên địa do khí thế của Đại Vu diễn hóa thành có liên quan đến vu pháp, cấm pháp mà Đại Vu tu luyện. Tỉ như Diệp Húc tu luyện bản Vương Pha Khai Thiên Kinh, khí thế của hắn diễn hóa thiên địa, đó là ngọc thụ nâng trời, biển rộng mênh mông, sáu mặt trời cùng xuất hiện, tất cả những vật trong mảng thiên địa này đều do hơi thở của Diệp Húc biến thành. Ma La Dư tu luyện thập phương u minh, khí thế liền bày ra cảnh tượng của thập phương u minh địa ngục. Loại thiên địa do khí thế diễn hóa ra này cũng ẩn chứa nguy hiểm, tỉ như thiên địa do khí thế của Diệp Húc diễn hóa ra, trong đó bao gồm loại cấm pháp độc đáo bản Vương Khai Thiên Kinh này. Toàn bộ thiên địa chính là bản Vương Khai Thiên Kinh, nếu tiến vào trong mảng thiên địa đấy, hơi vô ý một chút xúc động cấm pháp sẽ bị bản Vương Khai Thiên Kinh công kích. Đổi lại mà nói, loại công kích này là công kích của toàn bộ thiên địa. Nếu chạm đến thứ trung tâm nhất, tỉ như ngọc thụ nguyên thần của Diệp Húc, cường độ công kích gặp phải liền tương đương với một kích toàn lực của Diệp Húc. Mà mai cốt chi địa của Vu Hoàng này cũng là như vậy, nếu đi nhầm một bước cũng sẽ bị mảng thiên địa này công kích. Nhưng may là vị Vu Hoàng ma tộc cổ đại này sớm đã thân tử, hồn phi phách tán, nguyên thần cũng không còn tồn tại, bởi vậy mặc dù là công kích mạnh nhất cũng sẽ không tương đương với một kích toàn lực của Vu Hoàng, nhiều nhất chỉ tương đương với trình độ Nhân Hoàng đỉnh phong. Cho dù là thế, cường độ công kích e là có thể dễ dàng tiêu diệt một đại vua tam bất diệt cảnh, cường giả như giả La Minh Tôn có lẽ cũng không thể tiếp được một kích. Chỉ e có tuyệt đại cường giả tam hoàng cảnh Nhân Hoàng kỳ mới có thể dưới một kích này toàn thân trở ra. Diệp Húc nghĩ đến điểm chính yếu, thầm nghĩ:
nơi táng thân của vua hoàng kia mới là vị trí trung tâm của mảng thiên địa này. Chỉ sợ chỉ có nơi đó mới có thể gặp phải một kích mạnh nhất. Khó trách năm đó ma hoàng đến đây cũng không lấy được hài cốt của vị vua hoàng này. Thạch Tinh Hải cuối cùng cũng đến được chỗ lão già mặc áo màu xám kia, đang định đón ông ta vào bên trong vòng bảo vệ của đại trận. Đột nhiên thấy lão già kia ngẩn ra tại chỗ, quanh thân ông ta tràn ra những dòng tinh lực tinh thuần, hóa thành ma khí vô cùng nồng đậm, giống như những con nộ long không ngừng chạy vòng quanh thân thể ông ta, rít gào không ngừng. Lão già kia hai tay cào mặt, lăn lộn dưới đất, dường như đau đớn tột cùng, gào thét không thôi. Thạch Tinh Hải vội vàng dừng chân lại, chỉ thấy lỗ tai lão già mặc áo bào xám này càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài. Dáng người ông ta còng xuống, trên làn da những cái lông to khỏe đâm ra, mang theo những tia vết máu. Tay chân ông ta càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng dài, càng ngày càng không giống nhân loại. Ánh mắt đột nhiên biến đỏ, gương mặt vặn vẹo, diện mạo giống như một con chuột cực lớn vậy. Chỉ nghe mấy tiếng soạt soạt vang lên, hai tay hai chân của ông ta mọc ra những cái móng sắc bén, hàm răng rơi ra mọc ra những cái răng nhọn hoắt. Sau lưng ông ta mọc ra một cái đôi cánh thịt màu đỏ, ra sức vỗ vỗ, hình dạng như một con dơi lớn, cười quái dị mấy tiếng, hai cánh rung lên, gào thét vọt lên trời cao. Vị vua hoàng này khi còn sống không biết đã tu luyện cái cấm pháp quỷ dị nào, sao lại đưa một người còn sống biến thành quái vật? Diệp Phúc cảm thấy khiếp sợ, hỏi Ma La Dư. Lão già mặc áo bào xám vừa rồi chính là chùm tam tương cảnh, không ngờ không kêu một tiếng liền biến thành một con dơi lớn, không thể làm cho người ta khiếp sợ. Đây là cấm pháp của Chuyển Luân Vương Thần Điện, Lục Đạo Luân Hồi Bảo Quyển. Ma La Dư khẽ nhíu mày, thấp giọng nói: Cha ta từng tới nơi này, dọc theo đường đi đã xóa đi cấm pháp của vị vua hoàng cổ đại này, tương đương với mở ra một con đường an toàn trong nơi đây. Chỉ cần đi theo thông đạo thì tính nguy hiểm sẽ giảm mạnh. Bình Đẳng Vương Thái Tử hiển nhiên cũng biết một thông đạo khác. Cấm pháp nơi này chỉ e cũng không làm khó được Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Chúng ta mau đi, miễn cho bị bọn chúng đoạt trước. Bỗng một con huyết biên bức thật lớn vỗ cánh bay tới, phát ra tiếng kêu quái dị, bay tới đám người Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Đúng là lão giả địa tương kỳ của Chu Thiên Tinh Cung vừa bị sức mạnh quỷ dị ở nơi đây biến thành rơi. Sau khi lão bị Lục Đạo Luân Hồi Bảo Quyển của Vu Hoàng biến thành rơi rồi, tu vi không có hạ xuống mà lại càng thêm mạnh mẽ. Những luồng ma âm xung đãng đánh lên thân thể của đám người Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương. Oanh! Một gã con cháu hoàng tộc Chuyển Luân Thần Điện lập tức không chịu được, thân thể nguyên thần đều bị ma âm đánh cho nổ tung, tan thành một đám xương máu. Ma âm quét ngang, thậm chí một ít đệ tử hơi yếu của Chu Thiên Tinh Cung cũng bị nổ tung. Huyết Viên Bức thu cánh một cái, lướt qua bên người Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương, bắt một tên con cháu hoàng tộc khác xông lên trời cao, miệng cười quái dị liên tục. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương giận dữ, một trường đánh ra, chỉ thấy một vòng chuyển luân thật lớn bay lên trời, đánh lên trên lưng con dơi đấy. Huyết Bức gào thét một tiếng, bỏ tên con cháu hoàng tộc lại, không dám tiếp tục trêu chọc hắn, ngược lại phóng đi hướng Diệp Húc và Ma La Dư. Chuyển Luân Tiểu Thánh Vương tiếp được tên con cháu hoàng tộc kia, cúi đầu nhìn, chỉ thấy người này thân thể khô quắt, máu huyết toàn thân, thậm chí cả nguyên thần thần hồn đều đã bị con huyết bức này hút đi sạch sẽ, không khỏi tức giận dị thường, trợn mắt nhìn hướng Thạch Tinh Hải kêu lên: Thạch Tinh Hải, nhà ngươi nuôi chim thật tốt à, thủ này ta nhất định sẽ trả lại ngươi gấp trăm lần. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 114 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 115 ngày mai.